Cái thứ nho nhỏ ấy nằm sấp trên bụng anh, thỉnh thoảng hô tay hô chân, chỉ là hình dáng mơ hồ, nhìn chẳng rõ mặt mũi. Nhưng cảm giác sống động này Trần Dương không thể nhận sai được. Nhưng sao thứ này lại ở trong bụng anh thế này? Thứ ấy khóc nấc lên vài tiếng, khóc xong còn ngẩng đầu nhìn Trần Dương, dường như rất muốn bò tới bò lui trên ngực anh. Nhưng do tay chân quá nhỏ, không đủ sức nên chẳng thể nhấc người lên được. Nó chỉ đành tiếp tục nằm đó. Sao thì lại khóc lên? Tiếng khóc ấy tựa như cơn gió từ đâu mang qua, thoảng qua, dịu dạt trên tai và sắc bén như tiếng quỷ kêu thu nhỏ. Phải so sánh với tiếng của chiếc xẻng bằng đất rơi trên tảng đá thì tiếng ấy cũng không âm vang nặng nề quá, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ kích thích màng tai người. Xét về mặt ồn ào, cánh đàn ông không thường chịu được tiếng trẻ nhỏ quấy phá, huống chi đây là tiếng khóc từ cái thai của quỷ. Trần Dương và Ngụy Thời mặt mày tái mét. Trần Dương vừa định nói gì thì Ngụy Thời đã cất bước tới, xé lá bùa xoạt khỏi bụng Trần Dương. Tiếp đó cậu chạy đi lấy 4 chén nước cách đêm lại, và rồi cái thai quỷ ấy mới từ từ chui lại vào bụng Trần Dương. Thật ra mọi chuyện xảy ra đêm qua hoàn toàn diễn ra trong bóng tối, thế nên Trần Dương không tận mắt nhìn thấy. Đến hôm nay thì thấy cái thứ ấy đã chui vào trong cơ thể mình, loại cảm giác cứ như cơ thể đã chẳng còn là của mình nữa, mà bị đặt dị vật vào đó chiếm lấy. Cho dù Trần Dương là trong lúc nhất thời cũng khiếp sợ đến mức đờ ra, mồ hôi lạnh tuôn như suối. Anh lau mồ hôi, nhìn Ngụy Thời hỏi, thứ này giải quyết như thế nào? Ngụy Thời nguấy nguấy lỗ tai, cậu cứ cảm giác có đôi tay nhỏ đang trọt trọt lỗ tai mình, vừa ngứa vừa khó chịu. Đang bật bịu là thế mà cậu vẫn phải trả lời câu hỏi của Trần Dương. Cách thì cũng có đó, nhưng mà anh sẽ mất đi một ít thịt, rồi đau gân cốt mà cũng có thể thất bại. Tôi thấy cái thai quỷ này không phải loại thường đâu, âm khí rất là nặng. Thông thường dùng cách này làm thai quỷ hiện hình thì cùng lắm chỉ là thứ âm khí màu đen, không có khả năng xuất hiện hình thể rõ ràng như vậy, mà còn nghe cả tiếng nữa. Trần Dương không hề phản đối, vậy phải làm phiền cậu. Ngụy Thời vẫy tay, phiền gì mà phiền, nếu ăn chén cơm này thì nhất định phải làm việc. Ý này cũng khá hợp với Trần Dương. Anh đứng lên, ngoại trừ tay chân có chút mệt mỏi thì anh đã không còn khó chịu như ban nãy nữa. Tôi đi làm cái đã, có chuyện gì tôi sẽ tự tìm. Ngụy Thời lười nhác gật đầu. Nhớ cẩn thận đấy, đừng phơi nắng quá lâu, cũng đừng ăn uống bậy bạ. Trong bụng anh là âm thai nên không chịu được dương khí đâu, nếu không nó sẽ quậy đó. Tôi cũng chẳng thấy anh bị khiêng vào nữa, khó tìm cớ lắm. Trần Dương không quay đầu. Biết rồi, quả thật khi đứng dưới ánh nắng thì mệt như lời Ngụy Thời nói. Lúc đầu còn chưa cảm giác gì, nhưng mà phơi nắng một hồi thì cái khó chịu bỗng ùa đến, nhất là ở phần bụng, chẳng khác nào như bị một khối băng bao phủ. Trần Dương xanh cả mặt, không biết là bởi do cơ thể khó chịu hay bởi nguyên nhân khác. Thấy anh trở về, mấy người trong đội đều bảo anh cứ nghỉ ngơi thêm, đừng có chưa chi đã vội vàng làm việc trở lại. Trần Dương vụng về đáp, những ân cần quan tâm ấy đã lâu lắm rồi anh chưa từng trải qua cuộc sống tập thể, cùng ăn cùng ở, cùng ra cùng vào này, tựa như đang trở lại thời cấp 3. Sự quan tâm ân cần không chút vừa vịt ấy khiến Trần Dương kiềm lại được những câu có bực bội. Anh tươi cười chào hỏi từng người một. Khoảng thời gian còn lại anh cũng không tự miễn cưỡng mình, làm việc một lát sẽ đến dưới bóng mát của cây hòe nghỉ ngơi. Cứ tới tới lui lui như thế cũng gắng gượng được. Đợi đến khi tiếng báo hiệu chấm dứt một ngày làm việc vang lên, Trần Dương lê bước lên cạnh những người khác, chân nặng trịch. Cơm cũng chẳng thèm ăn, anh chạy ngay tới chỗ Ngụy Thời. Bước vào rồi thì toàn thân cạn kiệt sức lực và ngã oạch vào giường. Đối với hành vi phá cửa của anh, Ngụy Thời chẳng có tỏ ý gì. Nhưng lúc ấy bộ dáng Trần Dương nửa chết nửa sống mà còn gắng gượng chống đỡ, cậu bật cười. Sao rồi, được một phen trải nghiệm cảm giác mang thai của phụ nữ, có tâm đắc gì không? Trần Dương chỉ thờ ơ trước cái vẻ thấy người gặp nguy của cậu,
Ngụy Thời liếc anh, Trần Dương lúc này cũng chẳng phải người đơn giản. Ánh mắt sắc như dao ấy, vừa lạnh vừa bút, mang theo sự hung ác nữa. Ngụy Thời vừa đảo thuốc trong tay, vừa lơ đãng nghĩ. Chuyện của anh khó làm đấy. Thấy cậu nói đến chính sự, Trần Dương mở mắt. Khó chỗ nào, cậu nói thử xem. Ngụy Thời đi tới xem mạch cho anh. Âm thai này của anh không như những âm thai khác. Âm thai bình thường là do khí âm tà bám vào người thai nhi, nói cách khác dễ xử lý hơn. Chỉ cần cho người mẹ uống một ít nước là bùa có thể loại bỏ âm khí. Còn trong cơ thể anh thì không phải âm khí mà một đứa trẻ sơ sinh. Nó khôn lỏi lắm, biết liên kết mạch khí âm thai với kinh mạch của anh. Chẳng khác nào một xác hai mạng, chờ đến khi nó kết nối kinh mạch rồi thì chắc chẳng có cách nào loại trừ nó khỏi người anh được. Lúc đó, âm thai sẽ nuốt hạch dương khí và tinh khí của người sống. Đợi đến lúc kẻ ấy chết đi cũng là lúc âm thai ra đời. Một sống một chết, một âm một dương thay nhau sinh ra, đó là âm thai. Trần Dương nghe cậu nói xong mới hỏi, rốt cuộc cậu vẫn chưa nói khó chỗ nào. Ngụy Thời cầm lấy tay Trần Dương tìm vài huyệt vị. Muốn loại âm thai khỏi cơ thể anh thì phải tẩy mạch, không phải hỉ mạch đâu mà là tẩy rửa. Trần Dương cân nhắc một thoáng, nếu đó có cách thì chờ gì nữa, mặc kệ cậu tẩy thế nào, chỉ cần loại bỏ đứa bé kia là được. Ngụy Thời thở dài, có vẻ miễn cưỡng. Được rồi, nếu anh đã nói thế thì tôi cũng thử xem. Chẳng qua tôi cũng chỉ mới nghe sư phụ nói về tẩy mạch chứ chưa bao giờ làm thử. Nếu giữa chừng xảy ra sự cố, anh có chết cũng đừng tìm tôi. Ngụy Thời vỗ ngực làm ra động tác, tôi cũng sợ lắm đó. Trần Dương lườm cậu, cậu nói thử xem tôi có tìm cậu không. Ngụy Thời càng thêm nhăn mặt nhíu mày, việc này còn phải nói hử? Cái tên trước mặt này chắc chắn sẽ tìm cậu rồi. Thế mới bảo dù làm bác sĩ hay thần côn cũng chẳng dễ gì đâu, lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng. Vấn đề là trên đời này làm sao có chuyện chắc chắn 100% được. Chỉ cần không để ý một chút, hoặc dù có để ý thì thỉnh thoảng cũng gặp rắc trở khó khăn, khó tránh được khiến cậu lúng ta lúng túng và còn mệt mỏi nữa. Chưa hết, cậu cứ phải lo lắng sẽ bị kẻ khác tìm tới tận nhà, chưa kể phải thường xuyên làm mấy chuyện tỷ lệ thành công không cao mà bản thân mình cũng chẳng chắc chắn được. Thật đúng là tự chuốc khổ vào thân. Trần Dương nhắm mắt nằm nghỉ ngơi trên giường. Ngụy Thời đến ghen cái ghế gỗ, than ngắn thở dài. Bàn bạc đâu đó xong xuôi, Trần Dương mới trở về nhà thím sáu Ngụy. Mấy hôm trước, Ngụy Ninh đã về thành phố B. Thím sáu còn nhớ con nên càng đối tốt với hai người cùng độ tuổi con thím. Biết hôm nay Trần Dương bất tỉnh ở công trường, thím còn đặc biệt giết gà hầm canh cho họ. Trần Dương chẳng dám ăn lấy một miếng, bởi trong vườn Mao Sơn, ngoài đồng nan ra thì gà là thứ dương khí nặng nhất. Nếu anh mà ăn thì chắc chắn cái âm thai chết tiệt kia sẽ quậy tưng bừng. Thím sáu tưởng anh không ăn gà, còn bảo đợi ngày mai sẽ làm cá cho anh. Ăn cơm xong, Trần Dương trở về phòng để Triệu An ở lại cùng trò chuyện với thím sáu. Vừa đặt lưng lên giường, anh đang ngủ ngay. Lúc ngủ tới tận nửa đêm thì nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình. Ba ơi! Ba ơi! Ba ơi! Là một thằng nhóc, giọng vừa êm vừa mềm nhẹ, giòn tan. Trần Dương sớm hạ quyết tâm, cả đời không kết hôn, tất nhiên chẳng có thể có con cái được. Nên hiện nghe có người gọi mình là ba ơi, phản ứng đầu tiên của anh là nhóc con này gọi nhầm người rồi. Bây giờ anh có cảm giác có người đang kéo tay mình. Thế là Trần Dương mở bừng mắt, và rồi anh thấy một thằng nhóc chỉ chừng 2-3 tuổi đang nằm út sấp lên giường. Thằng bé đáng yêu vô hạn, đôi mắt to này, cái mũi nhỏ, đôi môi chúm chím, môi hồng răng trắng. U cậu cứ gọi anh từng tiếng một, ba ơi, ba ơi. Thấy Trần Dương tỉnh, cậu chàng thích chí chu môi thơm anh một cái thật kêu, ba tỉnh rồi, ba chơi với con nhé. Tí xíu nữa là Trần Dương đồng ý. Nhưng đột nhiên có anh thấy có gì đó lạ lạ. Thằng cu thấy anh không đồng ý thì cứ loay loay tay anh, nhé, nhé, ba ơi.
Thật là Trần Dương không đành lòng cửa tuyển một đứa bé đang làm nũng. Vậy nên anh vô thức mà đồng ý theo bản năng. Anh đáp, được. Thằng cu nhà ta hoan hô xong thì lôi một đống đồ từ dưới đất ra rồi xếp thành đống trước mặt Trần Dương như đang dâng tặng bảo vật. Tiếp đó đưa từng cái một cho anh xem. Chẳng hạn như sáu người trong tròng mắt, như cu cậu nhét tròng mắt vào tay Trần Dương. Cho ba cái này nè. Thứ này là đồ chơi của nó à? Trần Dương ném tròng mắt sang một bên, kỳ lạ. Anh cũng chẳng thấy cảnh tượng trước mặt này đáng sợ và khủng bố đến cỡ nào. Ngược lại, chỉ thấy đây là chuyện rất tự nhiên. Thấy đồ chơi mình đưa bị Trần Dương ném đi mất, cu cậu nhìn Trần Dương vậy tổn thương sâu sắc. Ba ơi, ba không thích đồ con cho ba à? Chơi không vui hả ba? Trần Dương đảo mắt. Thứ này sao chơi được? Thằng cu biến sắc hét ầm lên. Sao không chơi được? Phụ thân cho con đó. Ba xấu lắm. Ba không chơi với con mà lại muốn hại chết con. Ba xấu lắm. Ba xấu lắm. Nhìn nhặng một hồi, gương mặt vốn đáng yêu của đứa bé bỗng trở nên dữ dằn. Nó nhe răng múa vuốt phóng tới. Trần Dương đưa tay ngăn nó thì bị đôi tay với những cái móng dài nắm chặt. Anh đau đến mức kêu to thành tiếng. Tiếng kêu này khiến Trần Dương tỉnh lại, ướt đẫm mồ hôi. Trần Dương bật dậy khỏi giường, Triệu An vội chạy vào. Anh Trần à, kêu gì đó? Đang đêm tối định hù ai vậy? Trần Dương quệt mồ hôi. Nằm mơ thôi, không sao. Chẳng qua giấc mơ này quá đáng sợ, Trần Dương càng thêm quyết tâm phải giải quyết cho xong cái âm thai kia. Vào lúc Trần Dương nằm mơ, một ông cụ trong thôn Ngụy cũng nằm mơ. Cụ thấy người anh cả mà mấy chục năm rồi cụ chưa từng gặp. Anh cụ một thân áo trắng khoanh tay đứng đó, dáng vẻ hệt như trong ký ức năm nào. Trong cái hờ hững là sự uy nghiêm. Thoáng cái, ông cụ đã rưng rưng nước mắt. Cụ nắm lấy tay anh trai khóc òa lên, nước mắt nước mũi tèm nhem cả. Cụ như đang trở về thời niên thiếu. Thứ tình cảm quấn quýt không rời với người anh đã từng nuôi dạy mình lớn lên biểu lộ hết tất cả ra bằng hành động. Nhiều năm đến thế, cuối cùng cụ cũng gặp được anh mình rồi. Cụ kéo lấy tay anh trai. Anh Lâm, anh rốt cuộc cũng đã chịu trở về thăm thằng em này. Anh cụ vẫn cười một cách điềm đạm. Vừa thấy nụ cười của anh trai thì cụ cũng biết từ xấu hổ, lau sạch nước mắt đi. Đã lớn tuổi thế này rồi mà còn mất mặt trước mặt anh trai nữa. Người được cụ gọi là anh Lâm bảo với cụ, lần này tới gặp là do muốn nhờ em một việc. Ông cụ chẳng mạnh mai phản đối một câu. Cụ vỗ ngực như đang biểu lộ sự quyết tâm vô hạn. Anh Lâm, anh cứ nói đi, chỉ cần có thể làm được dù có chết em cũng không từ chối. Nói xong cụ lại khóc lên. Bọn chúng em có lỗi với anh quá. Nhiều năm như vậy chẳng những không thể rời anh về phần mộ tổ tiên, mà ngay cả đến viếng mộ anh một lần cũng không được. Chỉ có thể trộm bái tế anh ở nhà. Người đàn ông ấy xoa đầu cụ hệt như còn nhỏ rồi an ủi. Không sao cả, việc này anh cũng không để ý. Anh tới đây gặp em với anh muốn kết âm hôn với một người. Em giúp anh làm nghi lễ âm hôn này đi. Cụ lau nước mắt gật đầu liên tục. Vâng vâng, nếu anh muốn kết âm hôn, em nhất định sẽ giúp anh hoàn toàn. Anh cứ yên tâm, ai dám ngăn em sẽ liều mạng với kẻ đó. Một ông cụ tuổi già sức yếu, tóc trắng bạc phao lúc nói những lời liều mạng này, thế mà trông cũng không tệ lắm. Kẻ kia cười khẽ như đang dỗ. Chờ ngày em đi rồi, anh sẽ lại đến. Lúc đấy hai anh em ta sẽ gặp nhau. Nhìn bóng người trước mắt dần dần tan vào không trung, cụ nước mắt như mưa. Cụ tỉnh giấc do khóc nhiều quá. Lúc tỉnh rồi, cụ tâm thấy trên ngăn tủ đầu gỗ ở đầu giường có thêm một mâm sơn đen trên mâm với những hình vẽ long phượng. Trường trình ấy là một món đồ trang sức quý giá. Vòng tay, chiếc nhẫn, đôi hoa tai bằng ngọc với đủ loại màu sắc được sắp xếp ngay cạnh trên mặt tơ lụa đỏ thấm. Nếu nói lúc vừa mới tỉnh cụ còn ngỡ mình chỉ nằm mộng, hiện tại cụ đã biết đó không phải là mơ. Anh cụ đã thật sự trở về. Trên tơ lụa đỏ thấm còn có cả một tờ giấy. Trên tờ giấy viết ba chữ Trần Diệm Diệm. Ngoài ra còn có cả ngày tháng năm sinh. Nếu họ Trần, vậy thuyết minh rằng đó không phải người trong thôn Ngụy. Cụ có ba người con trai, đứa lớn nhất ở chung với cụ, còn hai người còn lại ở riêng nhưng cũng gần đây.
Cụ gọi con trai cả dậy trước, sau đó bảo con trai kêu hai người em trở về. Lúc cụ ngủ thẳng giấc bị gọi dậy, người con trai cả bất đắc dĩ nhìn cha mình, sau đó thì quay đầu réo gọi. Thằng con trai kêu nó đi gọi hai người chú của nó lại. Chỉ chốc lát sau, người nhà đã tề tụ đông đủ. Ông cụ bèn tuyên bố chuyện sẽ làm âm hôn cho anh trai đã chết 60 năm của mình. Ba cậu con trai và năm thằng cháu nội đưa mắt nhìn nhau, không biết ông cụ lại định bày trò gì. Ông cụ cũng chẳng thèm để tâm đến mấy đời sau nghĩ gì, đặt mâm sính lễ kia lên bàn. Đây là sính lễ tối qua bác mấy bay bóng mộng cho ta, còn đây là tên người sẽ kết âm hôn. Cụ đưa tờ giấy cho cậu con trai cả. Mau tìm người này, nhớ phải nhanh lên. Sau khi giao việc xong đâu đó, cụ đứng lên, động gậy lên đất vài cái. Giờ để ta nói rõ, nếu có kẻ nào dám lừa gạt ông cụ đây mà không làm việc cho tốt, ta sẽ đánh chảy chân kẻ đó. Mấy kẻ thế sao nghe được mà trán chảy mồ hôi, vội vàng đút miệng. Không dám, không dám, chúng con nhất định sẽ làm tốt. Cụ đã nói là làm thật. Cụ muốn xuất thân trong quân đội, nói một là một, hai là hai. Hễ đã nói đánh gãy chân thì nhất định sẽ không chỉ đánh gãy một chân. Hơn nữa, tuy hiện tuổi đã cao nhưng sức khỏe cụ vẫn còn tốt lắm. Tai thính mắt tinh, ai gạt được cụ chứ? Mấy kẻ ấy chỉ biết đăm đăm nhìn nhau rồi vẻ mặt đau khổ, lảo đảo rời đi. Thế là những thành viên trong gia đình họ phải mở một cuộc tìm kiếm quy mô cực lớn để tìm người. Chứ thử nghĩ xem, chỉ có mỗi cái tên và ngày tháng sinh để có người mới vừa nói chỉ bấy nhiêu sao tìm được. Vốn chưa nói xong chữ tìm thì cậu con trai út đã bị ông cụ phang cho một gậy vào lưng. Cụ giơ cây gậy thở phì phò khiến bộ râu rung lên trừng bắt quát. Quên quy củ cũ từ xưa của thôn Ngụy ta rồi à? Kẻ ấy chắc chắn là người sống ở những vùng lân cận trong 500 dặm gần đây thôi. Cậu con trai út co rụt cổ, thấy em trai trúng một gậy, hai kẻ bên cạnh hả hê cười thích chí. Kể từ khi phát hiện trên người mình có thêm âm thai, mỗi ngày Trần Dương đều đến nhà Ngụy Thời vào thời gian 3 bữa cơm để uống thuốc. Âm thai mỗi ngày một lớn, nên có hút dương khí và tinh khí ngày càng nhiều hơn. Đồng thời thời gian càng dài, âm khí của âm thai sẽ càng nặng. Nếu không chặn lại thứ âm khí đó, chỉ sợ Trần Dương sẽ chẳng cầm cự được lâu nữa. Từ xưa đến nay rất hiếm khi nghe nhắc đến có người bình an sinh hạ được âm thai. Nếu không phải là con chết thì cũng là mẹ mất đi mà thôi. Trong đó phần nhiều là do cơ thể mẹ không chịu nổi, nên dù chưa tới lúc sinh thì đã hao hết dương khí, âm khí xâm chiếm cơ thể. Khi ấy, cơ thể mẹ đã trở thành nửa quỷ, nên sau này dù âm thai bị sẩy không sinh ra thì cơ thể mẹ cũng không thể sống được. Lúc Trần Dương nghe Ngụy Thời kể như thế, anh điên tiết chửi thề mấy câu, sau đó uống một hơi cạn chén thuốc, tỏa ra thứ mùi đậm đặc mà Ngụy Thời đưa đến. Nước thuốc nóng hầm hập vào bụng, quả thật Trần Dương cảm thấy như có một dòng nước ấm lan tỏa khắp toàn thân, thậm chí cái lạnh lẽo nơi bụng cũng giảm đi một ít. Anh đặt chén lên bàn rồi nói với Ngụy Thời đang lu bù công việc bên cạnh. Tôi đi làm việc đây. Ngụy Thời gật đầu. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong cả rồi, hai ngày nữa chúng ta đến Hàn Viên Tự một chuyến. Trần Dương vốn đã định đi, nghe xong lời ấy thì lại dừng lại nói. Hàn Viên Tự. Đang không ngừng dám đã thuốc dưới tay, Ngụy Thời lỡ đánh đáp. Đúng vậy, lúc tẩy mạnh nguy hiểm lắm, đứa trẻ kia khá mạnh, nếu chỉ dựa vào chúng ta thôi thì không thể áp chế được. Do đó phải mượn ít chút ngoại lực, phải chọn nơi Phật môn hoặc đạo môn hương khí thịnh. Vừa lúc tôi có quen trụ trì ở Hàn Thiền Tự. Trần Dương lấy tay cào tóc không nói gì, xoay người rời đi. Thế là hai ngày sau Ngụy Thời làm như đã nói, hôm ấy cũng không phải cuối tuần. Vậy nên Trần Dương xin nghỉ nửa ngày khép dáng với đổi sửa đường. Cũng may hai ngày nay chủ yếu mở rộng và trở nhựa lên đường, chứ chưa cần đến mấy thứ máy móc như xe lu. Do vậy Trần Dương mới có thể thuận lợi nghỉ phép. Hàn Thiền Tự nằm trong một ngọn núi cạnh trấn Quảng Tế, nghe bảo được dựng và xây vào cuối thời nhà Minh đầu nhà Thanh. Để xây ngôi Hàn Thiền Tự này, lúc ấy đã tốn rất nhiều tiền của đường cột chạm trổ, đền điện dày đặc. Tuy được xây khuất trong núi, nhưng từ trước tới giờ hương khói luôn rất thịnh, xung quanh dâng hương,
thậm chí vẫn có người ngoài lại đây dâng hương nữa. Ghi chép của huyện về việc rốt cuộc Hàn Thiền Tự là do người phương nào bỏ vốn xây nên rất mập mờ, chưa kết luận được. Thậm chí còn tồn tại cả truyền thuyết là do thần Phật hạ giới muốn trông coi trấn Quảng Tế, nên một đêm một tòa sơn tự được xây dựng giữa vùng đất bằng. Truyền thuyết này đương nhiên là thổi phồng quá mức. Trần Dương và Ngụy Thời cũng ngồi xe tới Hàn Thiền Tự. Tuy khoa học phát triển không còn nhắc tới những điều mê tín từ thời phong kiến, nhưng không phải không còn người tin vào cách nói quỷ thần. Tuy nhiên, kẻ thật sự thành kính tin lại hiếm. Các loại dục vọng tà niệm tăng lên trong lòng mỗi người, nên dù là cửa Phật thanh tịnh cũng cất giấu nhiều thứ dơ bẩn ô uế. Những nơi ấy đừng nhắc đến việc trừ tà đổi quỷ, dù chỉ bảo vệ cơ thể mình không tai ương xâm nhập còn khó lớn nà. Không nghi ngờ gì, các loại yêu ma quỷ quái sẽ càng thích thú những nơi vốn thần thánh nhưng đã vẫy nhiễm bùn hơn. Tiểu hòa thượng mặc tăng y màu xám chấp niệm một tiếng A Di Đà Phật để họ chờ trước cửa đại điện. Những bức tượng đủ màu sắc trong đại điện đang mở trợn mắt hoặc đang khẽ cười, đủ loại khác nhau trông rất sống động. Từ đó có thể nhìn ra khái uyên thâm từ công sức của những người điêu khắc. Thế nên các tượng Phật đó hình như đang sống. Lúc bước vào, Trần Dương cảm thấy âm thanh trong bụng bắt đầu rục rịch. Chẳng qua khi xuất phát, Ngụy Thời đã cho Trần Dương uống hai chén thuốc để phòng âm thai cảm thấy không đúng sẽ bất thần quấy phá. Trần Dương giơ tay ra hiệu với Ngụy Thời xong thì lui khỏi đại điện. Anh không định làm kinh động âm thai, nhưng cách xa tượng Phật một chút thì hơn. Bây giờ một hòa thượng già dẫn theo hòa thượng chậm rãi bước tới. Vị hòa thượng ấy có hai hàng mày tròm râu trắng phao như tuyết, khuôn mặt ông hiền hòa, nghiêm trang uy phong, mặc một thân áo cà sa, nhìn biết ngay đây là vị cao tăng nơi cửa Phật. Ông chắp tay trước ngực đọc một câu A Di Đà Phật. Ngụy Thời và Trần Dương cũng bắt chước làm lễ giống y hệt hòa thượng. Hoàn lễ xong, Ngụy Thời bỡn cợt rướn người tới: Tệ Tâm đại sư, sư phụ cho con mượn khu đất thiêng liêng của sư phụ tí nhé. Tuệ Tâm phương trưởng nhìn cậu đầy bác dí rồi mới đáp: Minh Chính, đưa hai vị thí chủ này tới tính thất hậu viện. Minh Chính là tiểu hòa thượng vừa tiếp đái khách ban nãy, nhìn qua chỉ khoảng mười mấy tuổi thôi, dáng vẻ hệt như con khỉ, gương mặt sóng sủa thông minh. Nơi hậu viện từng là mảnh rừng trúc đường mòn nối nhau. Hậu viện có những gốc đại thụ ở giữa, tuy chẳng có hoa cỏ gì nhưng cũng mang ý thiên nhiên, được trang điểm trau chuốt theo một cách riêng. Đắm mình trong khung cảnh ấy sẽ cảm giác thư thái dễ chịu. Dưới cảnh vật như những vẫn đục trong lòng, tựa thể sẽ trở thành hư không cả, tinh thần vẫn chấn hẳn. Dẫn họ tới một vạn gian tính thất xong, Minh Chính liền rời đi. Ngụy Thời giống hệt như đang ở nhà, đẩy cửa chính thất một cách thông thạo. Trong phòng không có gì, chỉ có mỗi cái bồ đoàn. Trên tường là bức tường Thích Ca Mâu Ni. Tính thất này là nơi tăng nhân trong Hàn Thiết Tự ngồi lĩnh ngộ. Ngụy Thời xoa hai tay, rốt cuộc phải nắm chắc thời gian, nhanh thôi, vừa tới đây tôi đã bắt đầu khó chịu rồi. Cậu chàng tất nhiên là chẳng thoải mái được, một kẻ học Phật thoát thiên môn sao có thể thoải mái khi tới cửa Phật. Ngụy Thời lấy la bàn rồi đi tới đi lui trong phòng. Sau khi định vị, cậu đặt bùa ở chấn vị và cà vị, rồi kêu Trần Dương ngồi xếp bằng trên tấm bồ đoàn, đưa lưng về phía tượng Phật. Ngụy Thời trông rất cẩn thận nghiêm túc. Sự cẩn thận đó như thể chọc giận thứ gì. Cậu lấy thứ gì màu đen đen để Trần Dương ngậm vào miệng, sau đó mới bắt đầu thực hiện. Cả hai ngồi im lặng trong chốc lát. Bất chợt cửa sổ bị ai đó gõ, cái đầu bóng lưỡng của Minh Chính tiểu hòa thượng xuất hiện. Cậu xách theo một cái túi rồi bảo với Ngụy Thời: Đây là đồ tôi lấy trộm ra đó, anh dùng đi. Nói xong xoay người đi mất. Ngụy Thời nhặt cái túi kia lên mở ra, bên trong là đèn cầy sáp hương đã cháy còn một nửa. Cậu lấy vậy chén đực đầy gạo, đốt hết những cây nến hương trong Phật điện, đốt hết nến xung quanh Trần Dương. Cả vòng xong mới dừng lại. Sau đó nữa, cậu dùng chút sa vái về đạo phù rồi đốt thành tro, pha vào nước để Trần Dương uống. Rồi cậu lại dùng bùa sán từng lá vào đầu và tứ chi và lòng bàn tay, gom bàn chân của Trần Dương. Làm xong hết thảy những việc ấy rồi,
Ngụy Thời lắc lắc một chiếc chuông đồng, miệng giọng thì thầm: Tàn là phụ, khôn là mẫu, muôn vàn biến hóa đều tự tại giữa lễ trời. Người là dương quỷ, là âm, mạnh ai lấy làm không bị ràng buộc. Nếu có người quỷ đi ngược lễ trời, thiên linh linh, địa linh linh, linh 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 linh. Chiếc chuông trong tay Ngụy Thời bắt đầu rung động liên hồi. Lúc đầu thanh âm không lớn nhưng vang lắm, nhưng dần dần trôi qua, nó không còn như cái chuông nữa mà như hàng trăm chiếc chuông đang âm vang. Trong tai, trong đầu chỉ ầm một tiếng, như thể hồn phách con người cũng bắt đầu không ổn giữa tiếng chuông ấy. Cảm giác lơ lửng, lơ lửng, cả người trần dương run lẩy bẩy, trán đầm đìa mồ hôi, mặt mày xanh trắng. Đến bây giờ bên ngoài như có thứ gì đó đang muốn vào. Cây gậy trúc lay động nhưng chẳng có lá, trúc rơi xuống tựa như gió nâng lên cao bay vào trong, lại bị bức tường vô hình ngăn lại. Chiếc lá chỉ xoay xoay vào cửa, khẽ run. Những chiếc lá trúc ấy dày một tầng giữa cửa phòng. Trần Dương chỉ cảm thấy như có người đang cầm dao khuấy bụng anh. Cái đau đớn khoét thịt moi tim khiến anh gần như thét lên thảm thiết. Anh siết chặt tay, cắn chặt răng, cắn gượng chống đỡ, không bật ra một tiếng kêu nào. Trong tiếng chuông bỗng xen vào những tiếng gọi: ba ơi, con đau quá, đau quá ba ơi. Tiếng giọng vừa mềm mại lại mang theo tiếng khóc của trẻ nhỏ. Dù là kẻ có tâm địa sắt đá, nghe rồi cũng không đành lòng ngồi. Trần Dương mắt điếc tai ngơ, nhưng gương mặt bắt đầu giật giật. Ngụy Thời đứng lên hét lớn: Quỷ kia, còn không mau hiện hình, trốn đâu rồi? Một cái bóng đen xuất hiện nơi góc hành lang. Căn phòng xa tưởng Phật co ro thành một đống. Ba ơi, con sợ lắm. Ngụy Thời nhíu mày, thật biết mê hoặc lòng người. Cậu lấy thanh phù dán lên lưng Trần Dương. Cậu chấn động toàn thân, chậm rãi mở mắt từng đôi mày đỏ ngầu. Lúc nhìn chẳng có khắc nào mắt quỷ. Thấy Trần Dương mở mắt, cái bóng co ro khắp tường kia dùng cả tay cò chân bò về phía Trần Dương. Ba ơi, mà không hề chú ý rằng kim quang đang lan tỏa từ tượng Phật. Kim quang chiếu vào người nó bốc ra một luồng khói đặc, trong khoảnh khắc nó bị tan hết hồn phách, bị Ngụy Thời bắt lấy. Đúng lúc này cửa lớn và cửa tính thất bỗng bị va đập, vô số âm khí ồ vào ngưng tụ thành hơi nước trên bậu cửa sổ và khung cửa, lạnh đến thấu xương. Trận pháp bên trong dần dần không ổn. Thấy thế Ngụy Thời chửi thề: Đây, rốt cuộc anh chọc phá thứ gì rồi? Mồ hôi đầm đìa chảy từ trán. Trần Dương dùng mắt trả lời: Ôi mà biết thì còn chờ diễn bây giờ nữa hử? Ngụy Thời mặt mày nhăn nhó, bên ngoài là ác quỷ pháp lực cực kỳ cường đại, dường như đang định phá cửa xông vào cứu thằng con. Tượng Phật có ở đây mà cũng bằng không, đây rốt cuộc là loại quỷ gì thế? Ngay cả nơi cửa Phật mà cũng dám tự tiện đi như thế, ngay cả cậu còn chẳng dám nữa. Là còn thiếu một phút nữa là đến khung thành rồi. Thôi kệ, cứ thu thằng quỷ con này trước rồi đó phó với con quỷ kia. Ngụy Thời không tin mình không chiếm được ưu thế sân nhà là nơi cửa Phật này. Cậu hừ một tiếng không nói hai lời lại bắt đầu niệm chú. Cuộc niệm chú ngày càng một nhanh, bên kia mồ hôi trên trán Trần Dương cũng ngày càng nhiều. Cuối cùng Trần Dương rống lên: Đừng đọc nữa. Anh ôm bụng té lăn ra đất, đau đến mức hận không thể dọc đầu vào tường. Thấy tình huống không đúng, Ngụy Thời hối hả chạy tới. Anh nâng anh dậy, ngồi lên tấm bồ đoàn. Tiếp theo cậu nhanh dùng kim bạc đâm vào tay anh. Sao lại thế này? Cậu đã dùng mọi biện pháp bảo vệ, không cho âm thai ảnh hưởng đến Trần Dương, thế nhưng vẫn xảy ra chuyện. Điều này chỉ có thể chứng minh rằng quan hệ giữa âm thai và Trần Dương phức tạp hơn cậu nghĩ. Chắc chắn có chuyện gì mà Trần Dương chưa kể với cậu, hoặc là ngay cả bản thân Trần Dương cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay châm đầu tiên đâm xuống, Trần Dương đã đỡ hơn một ít. Lúc Ngụy Thời nhìn sắc mặt anh trắng như giấy, lời chú này đã không thể nào đọc tiếp được. Cậu đỡ lấy vai Trần Dương: Không phải anh đã hứa hẹn ưng thuận hay ký giấy tờ gì với con quỷ đó chứ? Trần Dương mệt mỏi nhìn cậu: Cậu cảm thấy có thể à? Ngụy Thời nghiêm túc gật đầu: Rất có thể, chứ không có cách nào khác giải thích tình huống hiện tại. Trần Dương muốn chửi thề lại chẳng có tí sức lực. Đầu tôi không có vấn đề đâu, sao có thể được? Ngụy Thời mân mê: Có lẽ chính anh cũng không nhớ, quỷ hoặc người vốn vô tung vô tích,
Thôi được rồi, đã chẳng thể thấy mạch đường nữa. Ngụy Thời thở dài, chỉ biết chuyện này không đơn giản như vậy. Con quỷ kia như thế cũng đã biết tình huống bên trong mà không va vào cửa nữa. Nhưng Ngụy Thời biết chắc chắn nó đang còn canh giữ bên ngoài và đang chờ cậu và Trần Dương chui đầu vào lưới. Lá trúc rào rạc rơi xuống, chất thành từng lớp trên đất. Tầng tầng trúc lá bện vào nhau, liên kết với nhau ịn vào bổng cửa sổ. Chúng như con đường nối hai giới âm dương. Một cơn gió nhẹ chậm chậm thổi vào hướng phía Trần Dương. Đứa bé cứ khóc lấy gọi ba bốn dương mặt. Nó hớn hở cười, bò tới bò lưu trên đất rồi nói: "Ba ơi, phụ thân đến kìa. Ba ơi, phụ thân kìa." Nó nói chuyện rất sõi, tiếng lại lanh lảnh rất hồn nhiên. Nếu không phải là một cái bóng đen mờ, chắc khiến lòng người cảm thông lắm. Chẳng rõ tại sao, cơn gió vừa vào xong thì lá trúc bên ngoài ùm ụp ập tới. Ngụy Thời chửi thề, luống cuống vừa ném phù liệm vừa đuổi chú quỷ. Những lá trúc bay vào theo cơn gió đến trước tượng Phật rồi dính chặt lấy, tán và kín cả pho tượng. Tượng Phật bị kín. Đứa bé đang bò kia rít lên một tiếng vui mừng rồi lăn tới cạnh Trần Dương, nằm trên đùi anh. Trần Dương chẳng thể cựa quậy mà Ngụy Thời bên cạnh đang bị lá trúc vô cùng vô tận bao phủ, trong lúc nhất thời chẳng có thể thoát thân lo cho Trần Dương. Trước mắt Trần Dương là một cái bóng mờ ảo. Cái bóng ấy khẽ khàng thở dài: "Ta cứ tưởng cả hai ta đã thỏa thuận xong cả rồi." Vừa thấy cái bóng kia, thằng quỷ con đã bò tới sát bên chân. Cái bóng ấy không người bế nó lên, lòng nhẹ nhàng dỗ dành. Nghe cái bóng ấy nói thế, đang lúc Trần Dương định nói gì thì cửa lại vang lên ầm ầm, một tiếng A Di Đà Phật vang lên.